Phái đoàn quan chức Triều Tiên đến Singapore bằng máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện 355 trường hợp vượt biên sang Trung Quốc làm thuê trái phép. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 mở rộng tại tỉnh Quebec của Canada để khởi hành lịch trình tới Singapore nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo kế hoạch, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Singapore vào đêm ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương. Lịch trình này của ông chủ Nhà Trắng sớm hơn 4 giờ so với lịch trình ban đầu để chuẩn bị cho chuyến bay đến Singapore và có cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 đang diễn ra ở tỉnh Quebec, Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chuyến công du Singapore của ông là nhằm tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6 tới đây là một sứ mệnh hòa bình. Bên cạnh đó, ông Trump bày tỏ thực sự tin tưởng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ làm điều gì đó tích cực cho người dân Triều Tiên. Về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump cho rằng ông Kim Jong-un có thể khiến cho Triều Tiên trở nên vĩ đại và đó là cơ hội duy nhất. Một chuyến bay thẳng từ Bình Nhưỡng hôm nay hạ cánh tại Singapore. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng đây là chiếc máy bay chở phái đoàn tiền trạm của Triều Tiên. Chiếc máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China đã hạ cánh xuống sân bay Changi của Singapore vào lúc khoảng 16 giờ 22 phút vào ngày 9 tháng 6 sau khi rời khỏi thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên lúc 7 giờ sáng cùng ngày. Hiện chưa rõ danh tính những người có mặt trên chuyến bay, tuy nhiên giới quan sát cho biết đây có thể là một nhóm tiền trạm của Triều Tiên đến khảo sát khách sạn Capella Sentosa ở Singapore trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến đến sân bay Changi vào ngày mai. Một nguồn tin tham gia lập kế hoạch chuyến đi cho biết an ninh đang được tăng cường tại khách sạn Saint Regis ở trung tâm Singapore, một trong những nơi mà các lãnh đạo dự kiến là sẽ ở lại. Vâng, thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc gặp được đánh giá là mang tính lịch sử và thu hút được sự quan tâm của dư luận trên toàn thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại thì dư luận tại Singapore đang nóng lên từng ngày với dồn dập các sự kiện liên quan đến cuộc gặp này. Và phóng viên Minh Hoa của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang tác nghiệp trực tiếp tại sự kiện này sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về không khí tại Singapore. Vâng, xin chào phóng viên Minh Hoa. Thưa chị, trước cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên, chị có thể cho biết là đến thời điểm hiện tại thì việc chuẩn bị về công tác truyền thông của nước chủ nhà Singapore cho sự kiện này đã diễn ra như thế nào ạ? Vâng, vào lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Singapore, tức 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, Trung tâm báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã chính thức mở cửa tại tòa nhà khu vực F1 pit ở khu vực Vịnh Marina. Vào lúc 11 giờ thì Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tới thăm trung tâm báo chí. Tòa nhà F1 pit có tổng diện tích sàn là 23.000 m2, xây dựng năm 2007 và hoàn thành trong 10 tháng với chi phí 40 triệu đô. Đây là trung tâm báo chí quốc tế phục vụ phóng viên đưa tin về giải đua công thức 1 ở Singapore vào tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, quy mô của trung tâm truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lớn hơn giải đua xe. Do đó, nước chủ nhà đã sử dụng toàn bộ 3 tầng của tòa nhà F1 Pit. Trung tâm truyền thông có phòng họp báo, phòng ăn và phòng chờ, khoảng 2.000 địa điểm làm việc và 50 cabin truyền thông. Trung tâm mở cửa đến 10 giờ tối ngày 13 tháng 6. Vâng, có thể thấy là công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Singapore là vô cùng kỹ lưỡng cho sự kiện mà được cả thế giới quan tâm này. Về quá trình cấp thẻ cho các phóng viên tham gia tác nghiệp tại sự kiện này có gì đặc biệt thưa chị? Và các phóng viên ở đây thì có gì trở ngại hay là khó khăn không thưa chị Minh Hoa? Vâng, với khoảng 3.000 phóng viên được cấp thẻ đưa tin về hội nghị thì có thể nói là khối lượng công việc của Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore là khổng lồ. Để được cấp thẻ tác nghiệp thì mỗi phóng viên phải trải qua nhiều bước kiểm tra về an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sau quá trình xét duyệt thẻ thì việc phát thẻ diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi. Ngoài các phóng viên nước chủ nhà thì các nhà báo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ được tập đoàn dịch vụ mặt đất SAS cung cấp suất ăn trưa và tối. Thực đơn sẽ bao gồm 45 món đảm bảo phù hợp với mọi khẩu vị. Vâng, vào lúc này thì rất nhiều khán giả của đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang mong muốn là chị có thể cập nhật thêm thông tin về lịch trình dự kiến của các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên mà chúng ta nắm được cho đến thời điểm hiện tại. Vâng, vào tối qua thì phái đoàn tiền trạm cấp cao của Triều Tiên được cho là đã tới Singapore. Trong khi đó thì công tác tăng cường an ninh cũng được thắt chặt tại khách sạn Saint Regis và Shangri-La trên đường Orange Grove, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ nghỉ ngơi. Các máy quét an ninh và kim loại cũng đã được lắp đặt và hàng rào an ninh cũng được triển khai. Đội rà soát bom cùng lực lượng an ninh Gakha là lực lượng tinh nhuệ nhất trên thế giới cũng được nhìn thấy tại các khu vực gần khu vực trọng yếu nói trên. Thông tin từ báo chí Singapore cho biết thì khoảng 3 giờ chiều nay theo giờ Singapore, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đặt chân đến Singapore, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới sân bay quân sự Paya vào lúc 8 giờ 35 phút và sẽ di chuyển tới khách sạn Shangri-La vào lúc 9 giờ tối theo giờ địa phương. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Singapore thì Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào lúc 9 giờ 5 phút tối và sẽ gặp Tổng thống Mỹ vào sáng mai theo giờ địa phương. Như vậy thì không hẹn mà gặp, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ đều đến Singapore sớm hơn dự định để chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Vâng, xin hết ạ. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin của phóng viên Minh Hoa trực tiếp tại Singapore và chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi những tin tức mới nhất từ chị trong các bản tin chiều và tối nay. Vâng, thưa quý vị, chỉ còn vài chục giờ nữa thôi, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, sự kiện mà cả thế giới đang mong chờ sẽ được diễn ra. Hiện các đội hậu cần của Mỹ và Triều Tiên cũng như là nước chủ nhà Singapore đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị để cuộc gặp lịch sử này có thể diễn ra suôn sẻ và thành công. 60 khẩu thần công tại pháo đài Siloso của Singapore đã được trang trí bằng những bông hoa ly tượng trưng cho hòa bình để chào đón hội nghị. Trước đó, Singapore đã cho ra mắt 3 tấm kỷ niệm chương để tôn vinh sự kiện lần này. Đồng thời, nhiều nhà hàng và các đơn vị tại đảo Quốc Sư Tử cũng đã thực hiện những sản phẩm mang chủ đề Trump Kim. Thứ chúng tôi đang làm, cùng với nhiều hoạt động liên quan khác đang diễn ra khắp Singapore, là động thái hoan nghênh của gặp lịch sử sắp diễn ra vào thứ Ba tới đây. Những bông hoa bạn thấy ở đây đều là những biểu tượng của hòa bình. Hôm 7 tháng 6, Ngoại trưởng Singapore đã tới Triều Tiên và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ri Yong Ho. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. An ninh tại Singapore đang được thắt chặt hơn bao giờ hết để đảm bảo an toàn cho hội nghị lần này. Hai nhà lãnh đạo đều có lực lượng bảo vệ riêng tháp tùng từ trong nước. Đồng thời tại nước chủ nhà Singapore, đội ngũ Gakha, những chiến binh được đánh giá là thiện chiến nhất thế giới, sẽ được huy động. Lực lượng cảnh sát hôm nay sẽ thiết lập các khu vực sự kiện đặc biệt xung quanh các khách sạn Saint Regis, Shangri-La và Sentosa để siết chặt giám sát an ninh. Trong thời gian diễn ra hội nghị, không phận Singapore cũng sẽ bị hạn chế. Cả hai bên đều rất đề cao an ninh, lãnh đạo của họ đều là những nhân vật trọng yếu và họ tin rằng chúng tôi, nhà nước Singapore, có thể cung cấp cho họ một địa điểm an toàn. Đồng thời, họ cũng đánh giá cao tính trung lập của Singapore. Ngày 9 tháng 6, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cũng khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời cho biết cả Mỹ và Triều Tiên đều hài lòng với công tác chuẩn bị và đều thể hiện sự chân thành trước khi cuộc gặp diễn ra. Theo kế hoạch, lãnh đạo hai nước Mỹ-Triều sẽ có mặt tại Singapore trong ngày hôm nay. Tối 9 tháng 6 tại Cống Hiệp Hòa thuộc xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ cầu siêu cho 98 thanh niên hy sinh khi đang xây dựng Cống Hiệp Hòa 40 năm về trước. Cống Hiệp Hòa là một hạng mục quan trọng trong hệ thống nông giang, phục vụ nước tưới cho hàng ngàn hecta đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong chiến tranh, hệ thống nông giang bị đế quốc Mỹ đánh phá hư hỏng nặng, lưu lượng nước không đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Cuối năm 1977, tỉnh Nghệ An đã huy động 21.000 dân công và thanh niên xung phong của 7 huyện tham gia cải tạo công trình. Đây là sự tri ân sâu sắc nhất gửi đến những chàng trai cô gái đã đánh đổi xương máu và tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Sau đại lễ, ban tổ chức sẽ xây dựng bia chứng tích để tưởng nhớ và ghi danh những người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết từ đầu năm đến nay đã phát hiện 355 trường hợp vượt biên sang Trung Quốc làm thuê trái phép. Trong các trường hợp nói trên, 90% có hộ khẩu tại Lào Cai, số còn lại thuộc các tỉnh như là Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Sơn La và Yên Bái. Các trường hợp này chủ yếu là người dân tộc thiểu số nghèo sang Trung Quốc tham gia lao động thời vụ. Ngoài ra, bằng con đường ngoại giao qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng phía Trung Quốc cũng tổ chức nhiều đợt bàn giao, trao trả những công dân Việt Nam vượt biên qua biên giới làm thuê trái phép. Đợt trao trả nhiều nhất từ đầu năm đến nay là 97 trường hợp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đã lập hồ sơ phân loại các trường hợp vượt biên trái phép sang lao động bất hợp pháp tại Trung Quốc và ra thông báo cho các địa phương tới để trao đổi cũng như bàn giao về cho địa phương giáo dục nhắc nhở, định hướng bà con đi làm đúng đường, đúng nghề theo quy định, tránh vượt biên trái phép trở thành vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, mùa hè nóng bức, nhiều gia đình lựa chọn cho con em mình đến các bể bơi để giải nhiệt. So với ao hồ sông suối thì những nơi này dường như là an toàn hơn. Tuy nhiên, không phải bể bơi nào cũng có đủ giấy phép hoạt động, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và lực lượng cứu hộ được đào tạo bài bản, nhất là ở khu vực nông thôn. Những yếu tố này dường như đang bị xem nhẹ nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra ở các bể bơi tự phát, gióng lên hồi chuông báo động trong công tác quản lý của nhà nước về việc cấp phép kinh doanh hoạt động cho các bể bơi. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên VTC1 tại Vĩnh Phúc. Đây là nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm vào ngày 6 tháng 5, khiến một bé trai 11 tuổi tử vong. Vị trí nông nhất của bể là 86 cm, chỗ sâu nhất là 139 cm. Sau hơn một tháng tạm dừng, bể bơi đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các thiết bị bảo hộ vẫn còn rất sơ sài. Biển thông báo độ nông sâu của bể chưa được lắp đặt, chỉ có duy nhất một cọc sắt và chiếc dây thừng ngăn cách. Áo phao, phao cứu sinh dù đã được trang bị nhưng lực lượng cứu hộ lại không có. Bể bơi dân sinh thì chỉ thế thôi. Mình có ấy ở mực sâu nhất thôi, còn cái mực nông thì mình không có biển báo. Cái này thì mình vẫn phải bổ sung thêm đấy. Hàng năm mình vẫn phải bổ sung thêm, và các cái lớp tập huấn của tỉnh, của Sở Văn hóa mà tổ chức là mình vẫn phải đi tập huấn và bổ sung thêm các cái trang thiết bị an toàn cho bể bơi. Tại bể bơi Thành Đạt, dù diện tích bể chỉ 170 m², nhưng tại thời điểm phóng viên ghi hình, có khoảng 60 cháu đang bơi lội. Không có lực lượng cứu hộ, chủ bể bơi làm luôn nhiệm vụ thu vé kiêm giám sát. Nguồn nước trong bể được lấy thẳng từ giếng khoan và không xử lý. Mái che bể bơi được trăng bằng những tấm lưới tạm bợ. Khu vực vệ sinh, tắm tráng cũng hết sức đơn giản. Tất nhiên còn một số chỉ tiêu, nhưng mà tôi thiết nghĩ là điều kiện nông thôn, ví dụ như điều kiện không gian bể bơi này mà bảo cần một cái lượng âm thanh đủ để mà triển khai tới tất cả toàn bể thì tôi nghĩ cũng có thì là tốt, nhưng mà chưa có thì có lẽ là cũng chấp nhận được, vì tôi luôn đi thường xuyên đi dẻo xung quanh sườn bể để mà có dấu hiệu gì hay là có vấn đề gì cần nhắc nhở là chúng tôi kịp thời làm luôn. Dù các bể bơi được xây dựng khá đơn giản, thô sơ, nhưng với giá vé chỉ 5.000 đồng một lượt, nên rất nhiều gia đình đã cho con em đến để giải nhiệt ngày hè. Cô vẫn thường xuyên là cho các cháu hàng năm đến đây bơi mà. Thế nên là cô phải đi giám sát với các cháu, có cả cháu bé coi là mới có 20 tháng tuổi này cô phải xuống cùng với cháu. Nhà cô chú đây thì có người để mà quản nhưng mà cũng không thể nào quản nổi được hết. Hôm nay như thế này còn ít đấy, như hôm qua rất là đông. Một người quản một con mà cũng thấy rất là khó rồi. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tam Hồng, trước đây trên địa bàn xã có 7 bể bơi hoạt động. Đến thời điểm này chỉ còn 4 bể bơi. Tuy nhiên, những bể này vẫn chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về an toàn cho trẻ. Đối với các cái bể bơi trên địa bàn toàn xã Tam Hồng thì thực tế là đối với các hộ bơi thì xây bể bơi thì hầu như là các hộ là tự phát. Đấy, chứ còn đối với các bể bơi thì là hầu như đã có các cái giấy phép kinh doanh. Thế còn cái cấp phép hoạt động thì là chưa cấp phép hoạt động được. Đấy thì cũng có ý kiến là đề nghị đối với các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện đối với các cái bể bơi nếu như mà được phép thì cho hoạt động. Còn đối với bể bơi nào mà không được theo cái tiêu chuẩn thì cũng đề nghị là kết hợp cùng với chính quyền địa phương là cũng để xử lý. Trong khi sân chơi cho trẻ ngày hè đang thiếu, thì các bể bơi tự phát tại địa phương là lựa chọn của không ít gia đình. Tuy nhiên, chỉ cần một chút chủ quan, cộng thêm bể bơi không đủ các tiêu chuẩn an toàn, thì tử thần lại gần hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Nestle vừa công bố nghiên cứu chất HMO làm nhằm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới cho trẻ, giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ trong những năm đầu đời. HMO là một thành phần đặc biệt trong sữa mẹ, chiếm đến 15% lượng chất rắn, là thành phần chất rắn nhiều thứ ba trong sữa mẹ. Bản chất của HMO là các oligosaccharide có chứa lõi lactose, có cấu trúc đặc biệt, độc đáo, chỉ được tìm thấy trong sữa mẹ. Việc bổ sung chất HMO, Human Milk Oligosaccharides, vào sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sẽ giảm nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới, từ đó có khả năng giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ trong những năm đầu đời. Thì cái HMO nó có thể mang lại rất nhiều những cái điều tốt cho cái sức đề kháng cơ thể của trẻ. Và đã có nhiều những nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ mà nhận được HMO qua sữa mẹ hoặc là những cái nguồn cung cấp khác thì nó có sức đề kháng tốt hơn, ít bị bệnh tật hơn và ít có phải sử dụng những cái thuốc như là kháng sinh so với những em mà không được cung cấp. Các kết quả thống kê gần đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho thấy Việt Nam có tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời rất thấp, chỉ đạt 17%, tỷ lệ trẻ duy trì bú mẹ đến 2 tuổi cũng chỉ đạt 19,4%. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ có sức đề kháng kém và mắc các bệnh nhiễm khuẩn lại khá cao. 32% trẻ bị mắc các bệnh nhiễm trùng sơ sinh, 46,5% trẻ bị mắc bệnh tiêu chảy, 14,19% trẻ dưới 5 tuổi tại các thành phố lớn bị dị ứng. Những năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mọc lên hàng trăm công trình vi phạm luật xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đô thị. Dù các cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ thi công, nhưng các chủ đầu tư lại tỏ ra nhờn luật, tìm mọi cách để hoàn thiện công trình. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Nghệ An. Phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An hiện đang có 3 công trình xây dựng không có giấy phép, trong đó có dự án nhà chung cư do Công ty Cổ phần Phát triển Gia Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Cuối năm 2017, công trình này đã bị đình chỉ thi công, thế nhưng đến nay nó đã được xây dựng cao hơn 20 tầng. Đối với phường Bến Thủy này, trách nhiệm là thật ra là các anh kể cả công an phường, giáo trách nhiệm công an phường phải trực đó tương chứ mình chỉ được có vài ngày thôi. Sau đó thì thông tin như thế thì là phải tiếp tục thi công chung, kể cả ngày lẫn đêm cũng như là bằng mọi cách, nói chung bằng mọi cách. Tính chấp hành về pháp luật xây dựng của chủ đầu tư nó còn hạn chế, nhiều trường hợp là cũng cố tình không thực hiện theo đúng giấy phép về được phê duyệt. Mặc dù chúng tôi cũng đã có nhiều cái biện pháp là để ngăn chặn, để giám sát kiểm tra, nhưng mà chủ đầu tư vẫn cố tình làm việc này. Năm 2017, riêng trên địa bàn thành phố Vinh đã có 81 công trình xây dựng không phép và sai phép bị xử phạt hành chính, trong đó có 26 dự án, 55 công trình tư nhân. 5 tháng đầu năm nay, có 59 công trình vi phạm, trong đó có 28 dự án. Ngoài xử phạt hành chính, nhiều dự án còn bị đình thi công, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong vòng 60 ngày theo Nghị định 139. Tuy nhiên, trên thực tế, các chủ đầu tư sai phạm đã phớt lờ quy định để tiếp tục thi công. Một số dự án, rồi một số công trình là xây dựng khi chưa được cấp phép hoặc là sai về giấy phép, và sai về quy hoạch, thì nó vẫn đang xảy ra, đã và đang xảy ra. Cái thành phố Vinh thì rất là cố gắng và cũng phải nói là chỉ đạo của lãnh đạo thành phố từ thành ủy đến ủy ban rất quyết liệt trong cái vấn đề này để lập lại kỷ cương trong cái xây dựng và lập lại kỷ cương trong trật tự đô thị. Tuy nhiên là đây là một vấn đề hết sức là khó khăn cho các cấp quản lý từ phường xã cho đến thành phố. Bởi vì là những cái chế tài để mà xử lý mạnh đối với các cái hiện tượng này rồi chưa đủ, cho nên là trong quá trình thì anh em đi làm thì cũng lập biên bản đình chỉ công trình, nhưng rồi sau đó công trình nó vẫn tiếp tục là xây dựng và tiếp tục là hoàn thiện. Mình nói thẳng ra là cái này là họ làm chui, thực ra là họ làm chui, cũng như là cái việc làm chui của họ thì được có người Cái này thì ghi được, không ghi được thì có người là, nói chung là có người đứng sau. Cái này thì bạn có thể ghi được, không ghi được, nhưng mình mà nói đến nhiều khi phát hình lên mất 2 điều rồi. Cho nên là mình vẫn nói thẳng đứng sau một tí là công trình này là cổ phần của các cụ. Cho nên là bây giờ đối mặt với cái chuyện đó thì giữa chủ tịch, vì phó chủ tịch, vì công an phường cũng là gây một cái áp lực. Theo phản ánh từ các cơ quan chính quyền, hầu hết các công trình xây dựng không phép, sai quy hoạch tại Nghệ An đều được bổ sung hồ sơ để tiếp tục thi công. Nghiêm trọng hơn, có những công trình không phép dù đã phát hiện nhiều năm nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại mà không bị tháo dỡ theo quy định. Đêm qua, một bầu trời khát vọng đã được vẽ lên bên dòng sông Hàn bằng những khúc ca sôi nổi, căng tràn sức sống và ánh sáng huyền ảo của những bông pháo tới từ hai đội Bồ Đào Nha và Thụy Điển, làm nên một đêm pháo hoa thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 thật thành công. Đi qua gần hết chặng đường của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018, trong đêm pháo hoa thứ tư với chủ đề Nhịp cầu khát vọng, khán giả đã cảm nhận một sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê cống hiến lan tỏa khắp không gian bên bờ sông Hàn. Qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô với phần trình diễn pháo hoa ấn tượng của hai đội Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Với khu âm nhạc và kỹ thuật đẳng cấp, đội Thụy Điển đã mang đến đêm thứ tư một câu chuyện thú vị về những dòng sông, cây cầu và tình hữu nghị bằng âm nhạc hòa quyện nhịp nhàng trong từng khoảnh khắc pháo bung nở lung linh trên sông Hàn. Phần trình diễn của Bồ Đào Nha đã khiến khán giả không ngừng nhún nhảy trong âm hưởng của rock và vũ điệu của ánh sáng, mang lại một đêm pháo hoa đầy cảm xúc cho người dân và du khách tới Đà Nẵng. Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu đã kết thúc nhưng vẫn tồn tại những bất đồng giữa các thành viên với Mỹ về vấn đề thương mại. Trong khi đó, trên đường tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ không tán thành tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G7. Sau khi rời Canada để tới Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng phát biểu của Thủ tướng Canada Trudeau tại cuộc họp báo sau hội nghị là rất kém cỏi và không thành thật. Phản ứng trước những lời bình luận này, Thủ tướng Canada cho biết, người Canada không coi nhẹ quyết định áp thuế của Mỹ với hai mặt hàng nhôm và thép, đặc biệt là đối với vấn đề an ninh quốc gia, với nhiều người và những cộng đồng đã từng kề vai sát cánh với nước Mỹ trong những cuộc xung đột và Thế chiến thứ hai, thì quyết định áp thuế của Mỹ như một sự sỉ nhục. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ viết rằng, việc áp thuế của Mỹ là để đáp trả mức thuế mới 270% của Canada đánh vào mặt hàng bơ sữa của Mỹ. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng phải thừa nhận rằng, dù nhóm G7 đã thống nhất ra tuyên bố chung, nhưng vẫn còn những khác biệt lớn về thương mại giữa Mỹ và các thành viên. Tôi có thể nói rằng tôi có mối quan hệ thẳng thắn và trực tiếp với Tổng thống Mỹ. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều với nhau. Vẫn còn tồn tại những khác biệt trong quan điểm, nhưng tôi đánh giá cao cơ hội được nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Mỹ. Trong tuyên bố chung của mình, G7 khẳng định vai trò cốt yếu của hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy định, nêu rõ sự cần thiết của một nền thương mại toàn cầu tự do, công bằng và cùng có lợi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Các nhà lãnh đạo G7 cam kết hiện đại hóa Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sớm nhất có thể và nỗ lực giảm các hàng rào thuế quan và các hàng rào phi quan thuế và các khoản trợ cấp của chính phủ. Tuy nhiên, Thủ tướng nước chủ nhà Justin Trudeau thừa nhận, dù đã có những cố gắng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt với các lãnh đạo các nước với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cũng xác nhận Canada sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng với việc Mỹ áp thuế đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu của Canada từ ngày 1 tháng 7 tới. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận một bản tuyên bố chung không thể bao gồm tất cả những vấn đề và các nước G7 sẽ tiếp tục làm việc với nhau trong những tuần, những tháng tới. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây đang ghi nhận những dấu hiệu tích cực, với việc Triều Tiên cam kết giảm căng thẳng và khôi phục lại quan hệ với Hàn Quốc sau khi lãnh đạo hai nước gặp thượng đỉnh. Điểm nóng trong thị trường bất động sản Hàn Quốc hiện đã chuyển sang khu vực biên giới. Quận Gangnam sôi động của Seoul thường được coi là khu bất động sản nóng nhất tại Hàn Quốc. Thế nhưng giờ đây, khu phi quân sự nằm ở biên giới hai miền mới là khu vực thu hút được nhiều sự quan tâm. Giao dịch đất tại Paju, cửa ngõ tới làng đình chiến Bản Môn Điếm, trong tháng 3 vừa qua là 4.628 lần, gấp hơn 2 lần so với tháng 2. Ngay sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Hàn Quốc diễn ra tại Bản Môn Điếm, giá đất tại đây đã tăng từ 50 đến 100%. Ông Kang Sung-wook, sống tại Paju gần biên giới Hàn Quốc, đã mua 8 lô đất riêng biệt trong và quanh khu phi quân sự từ giữa tháng 3. Trong số này, ông Kang đã mua 5 lô đất mà không tới xem, chỉ nhìn qua ảnh vệ tinh và bản đồ do khu vực phi quân sự không thể tiếp cận. Tôi nhìn thấy triển vọng từ lúc thông tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được công bố hồi tháng 3. Dường như mọi vị trí đẹp đều đã không còn. Tôi phải nhanh chóng mua cho mình. Những người môi giới cũng đang đặt kỳ vọng vào sự thành công của hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới. Nếu hội nghị thành công, những tín hiệu tích cực về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ khiến cho giá khu đất phi quân sự này một lần nữa tăng. 4 ngày trước khi diễn ra trận khai mạc của World Cup 2018, nước chủ nhà Nga đã chính thức khai trương một trong những hạng mục quan trọng nhất của giải đấu, đó là Trung tâm Truyền hình Quốc tế IBC. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino nhấn mạnh IBC chính là chìa khóa của giải đấu, bởi đây là nơi điều phối và mang hình ảnh của các trận đấu tới khán giả trên toàn thế giới. Trung tâm Truyền hình Quốc tế của World Cup năm nay nằm ở ngoại ô thủ đô Moscow. Tại đây, FIFA lần đầu tiên áp dụng công nghệ hỗ trợ video cho trọng tài, hay còn được biết đến với cái tên là VAR. Theo đó, các trận đấu tại World Cup năm nay sẽ có một nhóm 4 trọng tài vận hành VAR để giúp trọng tài chính trên sân xác định rõ các tình huống phạm lỗi hay là penalty. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.